Trông dễ sợ luôn á. Không dám nhảy lên mọi người sợ bị hụt á. Thôi chúng ta ngồi đợi nha. Di ơi leo nhanh lên Di ơi. Di ơi Di đâu rồi Di ơi. Leo nhanh lên để cuối còn. Mẹ để da trắng đi hả? Thôi mẹ không để da trắng đâu. Mẹ không thích da trắng. Mẹ thích da đen thôi. Tôi tưởng tôi bị gớt nữa rồi chứ. Ôi cái này khó nha, cái này tôi chưa bao giờ vượt qua được luôn á mọi người. Làm sao đây? Á. Trời 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 trời, muốn gớt tim ra ngoài luôn cả nhà. Lết. Ui. May quá nha mọi người. May quá. Sau khi một hồi thả cánh thì tôi đã anh trước kia leo giỏi lắm đó. Ừ chị biết mà. Thôi không không giỏi đâu. Thôi 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 khi khi anh đi chơi gần 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 gần. Sao không ai like cho mẹ nắm hết hả? Trời ơi sao vậy? Mọi người xin like của nắm mọi người mọi người xin like của nắm mọi người cho nắm một mọi người xin like của nắm mọi người cho nắm một vài like được không? Sao mọi người lại không like như nắm vậy? Buồn ghê. ba di chuyên môn đi cà khịa tôi á. Ủa là sao ba? Tự nhiên ba like xong cái ba nhảy qua ba xem like tôi là sao ba? Mẹ đáp công đi hello nhím channel nha. Mẹ đã thấy con rồi. Em đang đi du lịch Đà Nẵng đấy. Có không vậy? Em đang đi du lịch Đà Nẵng đấy hả? Có không có không? Ý chị nắm lên răng rồi hả? Nhưng đối với người chơi lại là non. Yêu mẹ nắm yêu con nha. Trưa thì mẹ sẽ mở tiệc nha. Khi nào mẹ like